Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn siêu lướt quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios E. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Toyota Vios nó có phiên bản E, phiên bản G. Ở phiên bản E nó có hai phiên bản là phiên bản E số tự động tức là CVT, phiên bản E số sàn. Chiếc xe mà ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn là một chiếc xe Toyota Vios E ở cái phiên bản số sàn các bạn nhé. Và đặc biệt ở chiếc xe này là siêu lướt các bạn ạ. Tại sao tôi lại nói là siêu lướt? Vì chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân và mới lăn bánh đúng 5.2 km thôi các bạn nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn không tua. Dàn lốp theo xe còn nguyên và còn mới tinh luôn các bạn nhé. Dàn lốp theo xe của Toyota thì nó rất là bền các bạn ạ. Dàn lốp và Bridgestone rất là bền. Nếu như chạy ở đường trường, đường đẹp, đấy đường đẹp có thể chạy đến chục vạn cơ. Đây và chiếc xe này mới lăn bánh có 5.2 thôi. Dàn lốp còn rất dày, lốp theo xe còn nguyên và lốp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Chiếc xe này thì full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng rồi, cho nên là quý vị bạn có thể yên tâm về chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới luôn các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 399 triệu đồng cơ quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ được thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đây ạ. Là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios E 2021 siêu lướt 5.2 km này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là nó còn đẹp và còn nguyên zin, zin từ dàn lốp, zin cả công tơ mét 5.2 các bạn nhé. Rất là đẹp rồi. Nhìn về phần bên ngoài thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ. Một chiếc xe chạy ít và cũng không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy cho nên là cái nước sơn bên ngoài còn zin còn rất là nhiều đấy các bạn này. Màu trắng rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây, nhìn về cái phần nước sơn. Nước sơn bên ngoài, cả phần sườn bên lái và sườn bên phụ đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cụm đèn pha này đều rất là mới tinh luôn các bạn nhé. Mới lăn bánh có 5.2 km thôi, cho nên là tất cả còn rất là đẹp, rất là mới này. Cụm đèn pha mới tinh không khác thì một chiếc xe mới này. Toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này đều rất là đẹp luôn. Và xe cũng đã có sẵn là đèn gầm rồi các bạn nhé. 2021 là một cái form mới rồi. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, dàn lốp theo xe còn nguyên đây. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và dàn lốp cũng là 2021 luôn này. Cả một cái dàn lốp này còn mới tinh như các bạn xem này, hoa lốp này. Hoa lốp còn rất dày và đều sản xuất năm 2021 theo xe luôn các bạn nhé. Cả dàn lốp này. Đấy. Cả dàn lốp này còn theo xe và rất dày như này đây các bạn xem này. Đấy, 2021 cả dàn luôn bạn nhé. 4 quả lốp này và lốp sơ cua cũng còn mới tinh hết luôn. Đều 2021 này. Đấy, lốp theo xe còn nguyên, gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Chủ xe cũng đã lắp vè che mưa rồi này. Nhìn về cái phần ba đằng sau thì cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, từ những cụm đèn này, đèn sau này, đây là đèn hậu này, đều rất là mới luôn bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu rất mới luôn. Những chữ này cũng vậy này, chiếc xe này thì gần như được chủ xe để trong nhà, cho nên là những cái chữ này nó cũng chưa có bị ố gì các bạn nhé, rất là sáng này. Và xe cũng đã được trang bị màn hình camera lùi này. Đấy, cảm biến lùi, đủ hết luôn cảm biến lùi rồi quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe phải nói là khá đẹp luôn các bạn ạ. Siêu lướt, lăn bánh 5.2 chuẩn các bạn nhé. Đấy, nhìn về phần bên ngoài thì đều rất là đẹp như này rồi quý vị các bạn nhé. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong cũng như là về phần keo chỉ bên trong
của chiếc xe. Mở cánh cửa bên lái ra các bạn xem đây ạ. Keo chỉ bên trong là còn nguyên zin này. Cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ nguyên zin luôn bạn nhé. Tabi rất đẹp luôn này. Đấy, và toàn bộ từ tabi, táp lô đều rất đẹp này. Bây giờ tôi sẽ nổ máy lên để cho các bạn xem về cái đồng hồ. Nổ máy là phải đạp chân côn. À, đồng hồ đấy các bạn này. Đấy, tôi đã nổ máy rồi các bạn nhé. Đồng hồ chuẩn 5.2 km này. Phiếu nhắc bảo dưỡng này các bạn này. Phiếu nhắc bảo dưỡng là 5.5 vạn. 5.5 vạn thì chúng ta sẽ quay vào bảo dưỡng lên nhá. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại Toyota này, này. Đấy, tem này của Toyota hết đấy. Chủ xe rất là cẩn thận này, toàn làm ở trong hãng hết cho nên phiếu nhắc thay dầu cũng ở trong hãng luôn này. Đấy, và trải sàn da rồi. Đấy, đã có trải sàn da này. Lót sàn này rất sạch luôn các bạn nhá. Phải nói là nhìn vào xe này thì biết được luôn là chủ xe rất là cẩn thận rồi. Tem của nhà sản xuất đây. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 này. Sản xuất tại Toyota Việt Nam. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhá. Bên trong đều mới và đẹp luôn các bạn ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Đây là cái phần sau cũng như vậy này. Từ keo chỉ nguyên zin này. Táp bi cánh cửa cũng còn nguyên zin này. Đấy, nội thất bên trong đây các bạn xem này. Một chiếc xe không khác gì một chiếc xe mới các bạn ạ. Lăn bánh 5.2 so với những chiếc xe ở phân khúc số sàn này thì là nhiều đấy ạ. À, là ít ạ. So với những chiếc xe số tự động thì là nhiều, nhưng chiếc xe so với những chiếc xe số sàn thì 5.2 là quá ít luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp rồi. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, bây giờ đây xem với các bạn xem là đồng hồ công tơ mét này, toàn bộ từ vô lăng này, màn hình đầu DVD, camera lùi đủ rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và chủ xe rất là cẩn thận này. Bọc ni lông trần rồi cho nên là những cái phần nỉ bên trong của cái ni lông này còn mới tinh luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe phải nói là rất là đẹp đây. Những cái phần nhựa này đều mới tinh luôn. Chủ xe bọc rồi cho nên là chiếc xe rất là đẹp các bạn nhé. Bây giờ cái trần này là sợ nhất những cái người mà bọc trần 3D, trần da nhé. Còn là cái trần ni lông này thì chúng ta không thích, chúng ta bóc đi rất đơn giản thôi. Đấy, chiếc xe này còn mới tinh luôn các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần cốp sau này. Keo chỉ cốp sau cũng đều nguyên zin hết luôn bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên zin hết luôn này. Tất cả là còn nguyên hết luôn. Chỗ nào phụ tùng cũng đều có tem luôn bạn nhé. Cho nên là quý vị các bạn yên tâm về chiếc xe này. Còn nguyên zin đây. Và cốp xe này thì cũng không có chạy dịch vụ, cũng không có để đồ gì cả. Cho nên là tất cả từ những cái phần nhựa này đều rất mới các bạn này. Phần nỉ này, phần nỉ ở cốp sau đều rất là mới các bạn nhé. Nhiều xe mà chạy dịch vụ ấy là hay bị đẻ đồ cho nên là nó sẽ bị xước sát hoặc là nó sẽ bẩn không thể tẩy được. Đấy, chiếc xe này thì nhìn về bên đây còn như mới luôn. Đấy, một chiếc xe này là khá đẹp luôn các bạn nhé. So với những chiếc xe ở phân khúc số sàn thì chiếc xe rất đẹp này. Những phần nỉ này cũng còn mới tinh luôn. Đấy, những phần nỉ này đều mới này. Lốp sơ cua cũng mới tinh luôn các bạn nhé. Đây, lốp sơ cua này cũng đều 21 và mới tinh luôn này. Lốp 5 quả lốp theo xe còn nguyên và đều rất mới các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2021 siêu lướt đấy ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ cánh cửa này cũng còn nguyên zin luôn bạn nhé. Táp bi cánh cửa này rất đẹp luôn. Và nội thất hàng ghế sau đây các bạn xem này. Đấy, nội thất hàng ghế sau đều rất là mới này. Đằng sau thì gần như là ít người ngồi hơn cho nên là cái ghế nó còn rất là mới các bạn nhé. Đấy, nhìn những cái phần nỉ trần này, đấy, ghế da này đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Phải nói là một chiếc xe đẹp và đều siêu lướt cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về chất lượng nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Từ những cái phần keo chỉ cánh cửa này, đây là phần keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin luôn bạn nhé. Táp bi cánh cửa này cũng còn nguyên zin, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô này, vô lăng, cần số tay phanh các bạn xem đây ạ. Đấy, đến cái tay phanh này, cần số này, nguyên bản và đều rất là mới nhé. Đến cái chìa khóa sơ cua của bạn xem đây ạ. Chìa khóa sơ cua vẫn còn nguyên bọc trong ni lông này. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận luôn nhé. Chìa khóa sơ cua đủ cả và vẫn còn đang bọc trong ni lông. Và nội thất thì tất cả đều rất là mới, rất là đẹp như này đây các bạn này. Một chiếc xe phải nói là khá là hoàn hảo các bạn nhé. Vì nó mới là đúng nghĩa là xe lướt. Toàn bộ ngoại thất và nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2021 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này các bạn thấy đấy ạ, lăn bánh 5.2 km cho nên là cái động cơ này nó rất là mới các bạn nhé. Đấy, động cơ này
chạy nhiều hay chạy ít là chúng ta phải xem rõ luôn cái chi tiết ở trong động cơ này, từ những cái ốc là còn nguyên zin này, thứ hai nữa là cái phần kim loại nó đều rất là sáng bạn nhé, sáng và mới như này đây ạ. Một chiếc xe mua ở trong hãng ra thì quý vị các bạn về chạy một thời gian nó cũng như này thôi. Đấy, nó đều mới này các bạn này. Ốc còn nguyên luôn, từ ốc chân máy đây các bạn nhé. Đây, tôi quay chi tiết này. Còn nguyên zin này, chân máy này còn nguyên zin luôn nhé. Chưa có vết tháo, chưa có vết mở nào cả. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì có thể yên tâm luôn, vì chiếc xe này có full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn. Quý vị các bạn có thể vào bất cứ đại lý Toyota nào, quý vị các bạn có thể check được chiếc xe này, chỉ cần đọc biển số nhé. Không cần phải đem xe vào là chúng ta có thể biết được xe đã làm gì ở trong hãng rồi bạn ạ. Vì chủ xe làm toàn bộ ở trong hãng hết này. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp như này đây. Nguyên zin hết từng con ốc này. Toàn bộ cái khoang động cơ này là ốc nguyên zin hết này. Ốc cabo nguyên zin. Keo chỉ của cabo này, tem nguyên zin hết luôn bạn nhá. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra ở trong cái khoang động cơ này. Đấy, còn nguyên zin hết luôn này. Không có bị đâm, không có bị va gì cả này. Đấy, những cái xương các bạn xem này. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem là từ những cái ốc nở, vít nở nhựa nguyên bản của xe này. Đấy, còn chưa bị tháo ra đâu nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết, chưa bị tháo ra và rất là đẹp như này đây. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E 2021 phiên bản số sàn siêu lướt 5.2 km này nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 399 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, hoặc đây ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đi kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Người bán và người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.